Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình nha. Lại là mình đây các bạn ơi. Hôm nay tiếp tục mình sẽ giao lưu số khoai Hải Châu các bạn. Đây ta có bầu không, bầu cũng có các bạn ơi. Đây. Số 1. Cây lùng lực cũ bự luôn các bạn ơi. Cũ đây. Viên màu đất luôn nha. Chặt cứng luôn nha các bạn. Cây cũ này, cây này cây biển nha các bạn, cây biển nha, hay cây núi đâu các bạn ơi. Đỡ là mình đã xử lý hết rồi nè. Cũ rất là bự luôn. Số 128 nha các bạn, giá là chưa bao gồm ship nha các bạn ơi. Cái này cái biển hết nha các bạn. Cũ nó rất là bự luôn. Số 128 nha, dán cái nhân bầu. Rồi. Là hết mấy cái nhỏ đây. Số 2. Đây. Cái này cũng nhân bầu luôn. Cái cũng lết rồi. Đây, nhìn vào nhau mà đất này trồng lát rất là đẹp luôn. Cái này 270 nha, số 2 270 cũng nghiêng vào đất luôn các bạn. Trở là mình về cành rồi, mình đã xử lý hết rồi nè. Cần lo rất là đẹp. Có cây tượng dưới đây đây, nghiêng bờ đớ luôn nha. Đây là cây tượng dưới này, gà dưới đây rất là đẹp luôn. Là viên nhân màu tử cũng được này, 270 nha. Rồi đây, cây số 3 đây, ở đây cũng vậy, trong do lứt liệu khá là đẹp luôn các bạn, cũng 270 luôn. Rồi nó bạn vừa rỡ này rất là dữ luôn, 270 luôn nha các bạn. Trong lo rất là viên bờ viên đớ luôn nha, chứ không phải là cây rò nha các bạn. Đây nè, số 3 27 luôn nha. Coi đã xử lý rồi, về các bạn chỉ nhận về là trầm thôi. Mình gọi coi là mình vừa ủ vải nào ạ, vừa bó vải đây rồi, với lại sơ dừa rồi lại bao rồi bên kêu kín mít nữa các bạn. Coi mình gói rất là kỹ nha. Đó. Số 3 27 nha. Rồi. Số 4. Đây. Coi nguyên cũ luôn. Đó này. Coi bay các bạn. Ba thân. Cũ hết bự mà rồi. Này. Cũ nguyên cũ luôn này. Cái này 220 nha các bạn, cũ bự lắm. Cái này lấy cũ chơi không ạ, còn dính đất này, còn vàng rỡ dưới. 220 nha các bạn ơi, số 4 22 ha. Cái bay rất là ok luôn nha các bạn. Cái này nó rút coi cái biển nha các bạn, chứ không phải cái rừng đâu, là cái núi đâu các bạn. Rồi vào rồi. Cái biển nó ngoài cái núi rồi các bạn. Rồi số 5. Số 5 bán 2 cây luôn. Cái này rỡ quá các bạn. Cái này rỡ rất là quá luôn. Bán 2 cây. Hai cây 230 nha. Hầu 220 đi, 220 cho nó ngang cây kia luôn. Hai cây 220 nha các bạn. Đây.
quái luôn. Có đèn đỡ không ạ? 2K 220 nha. Số 5 nha các bạn ơi. 220 2K nha các bạn. Con bầu ơi. Rồi còn 2 cây cao. Rồi số 5 2K 220. Đây số 6. Tiền bồ đất luôn các bạn đây. Mấy cái này gì cũng sợ chết đâu các bạn ơi. Rất là dữ luôn. Rất là dữ luôn các bạn. Coi tầm cao nha. Cái này chứ không phải 1 mét à. Cái này 400 ngàn nha các bạn. Số 6 nha, 400 ngàn nha. Nguyên màu đất này. Cái này về làm cây cái lấy cái cũng nó không chơi cũng được các bạn. Đó. Đó. Giá là chưa bao gồm ship nha các bạn. Đây cái nghe đây, nghe đây lấy cũ không này. Bạn bơi cũng nó rất là bự luôn. Giờ mình lấy cái bầu đất là mình tiết cái tàn nó trên đây nó cũng hơi lấc lét nè các bạn. Đây. Tàn nó hơi lấc lét này nên là mình lấy luôn à. Các bạn ơi. Đây, cái cuối cùng nha, con số 7. Đây, cái này tuyệt phẩm luôn ạ. Hàng tuyệt phẩm luôn ạ. Cái này 500 ngàn nha các bạn. Rồi, hàng tuyệt phẩm luôn ạ. Chuyên bột đất ra đây bao sống nha các bạn, không bao giờ chết luôn. Rồi, dàn tàn lết nè. Trời ơi. Cái này cao 1m2 các bạn. Có gì chỗ nào mà nó chơi hả các bạn ơi. Khá là đẹp luôn. Rất mực thơi các bạn. Vàng vàng nữa này. Bạn coi vàng vàng nữa này. 500 ngàn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye. Bạn nào giao lưu thì liên hệ số điện thoại mình nha các bạn trên màn hình đó.